Yeah! Lần đầu tiên tới Kumamoto. Welcome to Kumamoto. Cảm giác của bạn bây giờ như thế nào? Hai đứa mình phỏng vấn qua lại. À, cảm giác của Thiên Vương rất là tuyệt, bởi vì đứng ở một cái quang cảnh đường phố nó với xe điện nè, rồi phía sau là nguyên cái thành Kumamoto nè, đẹp nè. Đó, rồi đường xá thì rất là đông, khác xa chỗ mình đầu tiên tới, ổn định. Phỏng vấn lại à, cảm giác của chị như thế nào? Trời lắm đòn ghê luôn. Ta đang luyện công bế môn tỏa cản, bây giờ đã có võ công nó thâm hậu, bây giờ ta xuống núi. Nhìn mọi người qua lại giống như một càng ngố bên xuống phố vậy đó, đúng không? Đúng rồi. Tu đúng mấy rồi. Năm ở trên cảnh là luyện võ công giờ ghê lắm, đụng vô là em nghe một cái bịch luôn á, chắc là đau lắm đây. Selfie mission với một cái con gì đó, gấu. À, một cái con này không phải gấu nữa, con gấu. Kumamon. Con gấu Kumamon. Kumamon biểu tượng của Kumamoto. Ủa gì nhân viên? Đi kiếm con này chụp hình với nó. Chụp hình với con gấu này. Đúng. Gấu đi tìm ra. Vô sở thú. Ta xuống núi rồi, võ công ta thâm hậu mà, ta đi thôi. Hay lắm, nghe ta. Chị hỏi nha. Kiếm con gấu là phải vô sở thú. Trời ơi trời. Wow. Đi làm nhiệm vụ mà lạc vô cái đường như thế này, cái chỗ như thế này thì chừng nào mới tìm được cái con gấu. Thì bởi vậy. Chắc là muốn vô mua đồ. Ở đây khu chợ hả? Khu mua sắm giống nguyên giống như bao nhiêu khu mua sắm mình đi qua rồi. Gian hàng đầy vậy mà nguyên cái máy bọc bên trên nữa, khỏi chợ sợ mưa. Trời ơi. Đây đẹp quá. Đẹp quá. Ok. Thiên Vương vô được tiệm giày và đã thấy một cái chai mà mình rất là thích, đang rất mong muốn mua, đó là một cái chai chống ướt giày. Chống nước. Khi mà xịt cái chai này vô đôi giày, đi mưa là không ướt giày. Nhưng mà nó liên quan gì tới nhiệm vụ đi tìm gấu? Kể tôi, nghe quá thấy quá mưa tầm tã luôn. Nên em mua còn gì, có mua gì không? À, chưa biết. Hai cái cũng bằng giá tiền nhau nè. Em mua hai cái luôn. It's up to you. Cái nào tốt hơn? Cái này tốt hơn. Ok. Kiểu như vậy, giày thể thao vậy có xịt được không vậy? Xịt được á. Cái này là một cái cầu tẩy những cái vết dơ của giày. Mình không chà. Giống em thích cái đó. Giống cục tẩy bút chì quá vậy. Thì nói chung là cái giày mình sẽ luôn luôn sạch, luôn luôn không bị ướt, ổn định. Chào xíu. À đúng rồi đó, nãy giờ chưa thấy nhiệm vụ đâu hết. Cái ổn định với kêu mua sắm mà. Ok, ổn định. Chắc lẽ em quay lại em mua một cục. Sumimasen. Sumimasen. Rồi. I want meet you. Yeah, yeah. Shop. Square wa mada daibu sachi zutto. Đi thẳng. Zutto. Yuto, đi thẳng. Ê, kìa cái con gấu nè. Ủa, nó hứa mua tên vô đúng không? Vô đây đúng không? Đúng rồi. Qua đây không có nè. Trời, vậy con phấn khích giống em. Đây. Trời ơi. Phụ nữ ở lứa tuổi nào cũng vậy. Ồ, chung nè. À, thank you, arigato gozaimasu. Ôi, nhí nhảnh dễ sợ luôn. Em thấy chưa, em thấy nó rõ đâu. Kumamon chính là linh vật tượng trưng để quảng bá cho tỉnh Kumamoto, được văn phòng tỉnh Kumamoto phát triển trong chiến dịch bất ngờ cùng Kumamon từ năm 2011. Đây chính là nhân vật giành giải Yuru Kiara Grand Prix 2011. Con này là biểu tượng của Kumamoto. Oh. Ê, sao làm gì người ta ở trong đông quá vậy? Ohayou gozaimasu. Ồ, quá trời luôn. Kumamon Square có thể nói là căn cứ hoạt động chính của chú gấu Kumamon. Các loại sản phẩm có hình Kumamon đều được bày bán ở đây. Và tất cả những sản phẩm này đều bán rất chạy. Đúng rồi. Chị có thích cái con gấu đó không? Do you like Kumamon? Yeah, very, very much. I you like it very much. Oh. Nihon kawaii. Kumamon wa genki to power wo kuremasu. Very, very cute. Shiyawase ninaremasu. Shiyawase kanjimasu. Shiyawase. Egao ninaremasu. Strong. Strong, yeah. Kumamon. Arana. Ủa cái gì vậy chị Tùng? Đeo quá, cái gì trên này. Ủa, có vụ này luôn hả? Ờ, là fan hâm mộ. Ủa, hâm mộ của Kumamon. 1, 2, 3, Kumamon! Và nhân vật Kumamon nổi tiếng đã xuất hiện. Đây chính là lý do có nhiều người tập trung lại như thế này đây. Kumamon sẽ đi khắp cả nước với tư cách là trưởng phòng kinh doanh của tỉnh Kumamoto. Kumamoto Kumamon cây cây chung nước. Kumamon Tokyo!
chờ tôi đi bắt đầu cấp. Nếu mà cái phần bụng của anh phình ra chút nữa là cái mặt á, cái mặt đã giống rồi. Cái người đó thấy chưa, phình ra chút nữa là giống y chang. Diễn sâu lắm. Selfie, selfie. Nếu mà nói là có anh Thiên Vu trong con gấu mình cũng tin nữa. Selfie, selfie, selfie. One, two, three. Còn... được biết là Cưng Ma Mông rất là nổi tiếng ở đây. Selfie, selfie. Chúng ta là những người Việt Nam đến mà gặp được Cưng Ma Mông. Mắc cỡ hả? Mắc cỡ anh hôm nay. Điều nhảy mới. Nhưng mà kỳ đẹp đấy nhé. Mình sẽ cài vào nè. Yêu đẹp hơn đôi mà. Bên cạnh đó là chị của Cưng Ma Mông đó. Người mà thông dịch đó, tại Cưng Ma Mông không bao giờ nói. Xin đẹp thế hay đó. ありがとうございます。ありがとう。イエー。One, two, three. Cảm nhận là cái anh chàng Cưng Ma Mông này rất là được nhiều người hâm mộ đúng không ạ? Mặc áo mọi người có gì nhìn thấy không? Rất là vui nữa. Cảnh xung quanh mọi người rất là vui mà Tường rất là ngạc nhiên ở cái chỗ là Tường nói với Thiên Vương là không phải chỉ có những trẻ con mới là thích thú với người lớn luôn, người lớn thích luôn. Mà những người lớn già, những người già luôn họ vẫn thích thú ngồi quay rồi nhảy múa thậm chí là hát theo. Nhưng mà vui đúng không? Rất là vui luôn.